Một ngày mùa đông năm 2016, một cậu nhóc với tên Karamoko Dembele chỉ vừa mới bước sang tuổi 13, được Celtic đôn lên thẳng đội U20 để thi đấu và tập luyện cùng với đội 1. Thời điểm này, tài năng nhí đã gây ra một cơn sốt với làng tốt cầu và được gắn mác là thần đồng hay tiểu Pele, được vô số những câu lạc bộ lớn châu Âu săn đón, trong đó đáng kể nhất là hai ông lớn Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona. Nhưng giờ đây, tài năng nhí đó đã 19 tuổi. Nhiều người thắc mắc rằng sau gần ấy năm, cậu nhóc thần đồng năm nào giờ ra sao? Và liệu Dembele có lụi tàn như những thần đồng bóng đá khác? Sau đây, hãy đến với cảm show giờ ra sao. Thần đồng 13 tuổi năm nào, tên thật là Karamoko Dembele. Dĩ nhiên không phải là Ousmane Dembele mà chúng ta hay biết nhé. Dembele sinh năm 2003 tại Lambeth, London. Cha mẹ của anh là người bờ biển Nga. Gia đình nhập cư tới quận Govan, thành phố Glasgow thuộc Scotland. Lúc còn 1 tuổi, Dembele hay được gọi là Caddy, được mệnh danh là thần đồng bóng đá khi lên 5 tuổi và khoác áo câu lạc bộ Park Villa Boys. Anh gia nhập Celtic năm 10 tuổi vào năm 2013. Đến 2015, Dembele khi đó 12 tuổi đã giúp cho U13 Celtic giành chức vô địch Barcelona của Bỉ. Họ đánh bại Dortmund trong trận chung kết. Dembele thì nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tên tuổi của Karamoko Dembele được nhắc tới nhiều khi cậu lại một lần nữa tỏa sáng tại Dublin Cup diễn ra vào tháng 7 năm 2016 tại Ireland. Cậu nhóc này giúp cho đội U15 Celtic đánh bại những câu lạc bộ trẻ sừng sỏ là West Brom, Deportivo La Coruña, Lyon và Barcelona. Cùng với đó, Dembele còn nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này. Ở đây, Dembele đã cho mọi người thấy cậu sở hữu những kỹ năng cần có của một tiền vệ cánh: tốc độ nhanh nhẹn, kỹ năng khéo léo và khả năng săn bàn nhạy bén. Một bài viết được chia sẻ trên Keep It On The Deck ở thời điểm đó bình luận rằng: không một cầu thủ nào của Barcelona có thể bắt kịp được Dembele. Cậu ấy quá nhanh và khéo léo. Huấn luyện viên của Barcelona đã bị mê hoặc bởi Dembele trong suốt giải đấu. Ngày 3 tháng 10 năm 2016, Karamoko Dembele đã gây sốc với toàn thế giới khi ra sân trong trận đấu ở cấp độ U20 giữa Celtic và Hearts. Khi đó, anh mới chỉ 13 tuổi. U20 Celtic giành chiến thắng 3-1. Nhưng chẳng ai chú ý đến kết quả này hay thứ gì khác ngoài màn trình diễn của một cậu nhóc cấp 2 được vào sân từ phút 81 thay cho Jack Aitchison. Dù chỉ cao đến vai so với các đồng đội và cầu thủ đối phương, nhưng Dembele chạy bóng rất chững chạc, không hề thua kém những đàn anh lớn hơn mình đến tận 7 tuổi. Sau trận đấu, báo chí đã ưu ái gọi Dembele bằng rất nhiều biệt danh: Messi mới, tiểu Maradona, hay thậm chí còn so sánh cậu với cả vua bóng đá Pele. Dembele được coi là một cú sốc đối với đội hình của tuyển trẻ Celtic. Nhưng cầu thủ 16-17 tuổi có thể chơi cho đội hình U20 như một cầu thủ 13 tuổi thì là chuyện hiếm của làng thể thao thế giới. Tuy nhiên, theo đội ngũ ban huấn luyện của Celtic, điều này không khó để lý giải. Đối với chính sách của họ, chỉ cần các cầu thủ thi đấu tốt, họ sẽ tạo cơ hội để phát triển sớm. Website chính thức của đội bóng Scotland khẳng định Dembele không hề lạc lõng khi ở trên sân. Điều này khiến người hâm mộ trên toàn thế giới xôn xao bàn tán. Lý do ban đầu là việc một số trụ cột của U20 Celtic được triệu tập lên U19 Scotland đã khiến đội bóng này thiếu người. Qua đó, huấn luyện viên U20 Celtic là Mark Hintyre đã tạo điều kiện để cầu thủ mới chỉ 13 tuổi Dembele được ra mắt. Thế nhưng, sau màn gây bão lúc đó, người ta mới phát hiện ra rằng Dembele thậm chí đã được đôn lên đội 1 tập luyện trước khi đá cho U20 Celtic. Cầu thủ 13 tuổi đã được giới thiệu với tân huấn luyện viên Celtic lúc đó là Brendan Rodgers, và huấn luyện viên người Bắc Ireland không ngần ngại để Dembele tập luyện cùng với các đàn anh đang chơi tại giải vô địch quốc gia Scotland và Champions League. Tin tưởng Dembele sẽ tỏa sáng trong tương lai, những người đứng đầu học viện đào tạo trẻ của Celtic khi đó, Chris Marquardt, đã phải lên tiếng cảnh báo rằng cầu thủ này cần phải giữ đôi chân của mình dưới mặt đất. Ông chia sẻ: chúng tôi rất tự hào khi thấy Karamoko có trận ra mắt với đội U20 tối qua trước Hearts. Mọi người cần phải nhớ rằng cậu nhóc này mới chỉ 13 tuổi, nghĩa là Karamoko phải thi đấu với những cầu thủ lớn hơn mình đến tận 7 tuổi. Nó cho thấy cậu ấy sở hữu một tài năng quá lớn. Vì thế, cơ hội thi đấu tối qua là hoàn toàn xứng đáng. Karamoko còn trẻ và còn nhiều điều phải học để trở thành một cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy vẫn cần phát triển cả về vóc dáng lẫn thể lực. Chúng tôi biết cậu ấy là một tài năng, nhưng đội bóng cũng có những tài năng khác. Do đó, chúng tôi sẽ không vội vàng với Karamoko. Mọi điều hãy để tương lai quyết định. Với thể hình thấp bé nhẹ cân hơn so với rất nhiều các đồng đội cũng như đối thủ, nhưng Karamoko Dembele vẫn thể hiện phẩm chất đáng kinh ngạc. Được biết lúc đó, cả Real Madrid, Barcelona và PSG
đều muốn đưa tài năng trẻ triển vọng này về lò đào tạo danh tiếng của chính mình, đặc biệt là Barcelona. Câu lạc bộ xứ Catalonia đánh giá rất cao tài năng của thần đồng 13 tuổi và tìm đủ mọi cách đem Dembele về nhằm tạo ra một Messi mới. Tuy nhiên, đó sẽ là một nhiệm vụ không hề đơn giản khi Celtic chắc chắn không muốn mất một viên ngọc thô quý. Brendan Rodgers, người đang dẫn dắt đội một Celtic, tỏ ra rất lạc quan đến hệ thống đào tạo trẻ. Ông thường xuyên theo dõi các đồng nghiệp ở đội trẻ, cũng như đã có một buổi nói chuyện với các cầu thủ nhí. Và sau 2 năm khi đã 15 tuổi, Karamoko Dembele ký hợp đồng chuyên nghiệp với Celtic và chính thức có cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu bóng đá. Bản hợp đồng này khiến nhiều người kinh ngạc, bởi theo luật lao động ở Anh, 16 tuổi mới là độ tuổi được phép ký hợp đồng lao động chuyên nghiệp. Luật cũng quy định đơn vị thuê người lao động chỉ được ký hợp đồng không quá 3 năm. Vì thế, Celtic dù rất muốn cũng chỉ có thể ký hợp đồng với cầu thủ đến năm 18 tuổi. Không phải ngẫu nhiên mà Celtic sốt sắng đến vậy. Theo luật, ngay từ thời điểm Dembele ký hợp đồng chuyên nghiệp, anh đã có thể chơi cho đội một Celtic ở giải vô địch quốc gia hay các cúp châu Âu. Tuy nhiên, lý do quan trọng khác còn nằm ở việc nhiều câu lạc bộ lớn đang dòm ngó tài năng trẻ này. Tháng 2 năm 2019, Dembele chính thức bước sang tuổi 16 và đủ điều kiện thi đấu. Kể từ đó, sau mai này có bước đà thuận lợi cho sự phát triển thần tốc và thường xuyên chỉ một suất đá chính trong màu áo đội một Celtic. Nhiều người lúc đó còn nghĩ rằng kịch bản để Dembele gia nhập một câu lạc bộ lớn thuộc năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sẽ không còn xa. Nhưng rồi, như người ta hay nói, chóng nở rồi cũng chóng tàn. Ở tuổi 19, sự nghiệp cầu thủ trẻ bị chứng lại một cách đáng báo động. Từ cuối năm 2019 cho đến nay, Dembele chỉ thi đấu 8 trận cho đội một Celtic. Mùa hè năm ngoái, Dembele gặp chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải và sau khi trở lại, anh cũng không tìm lại được chính mình, đánh mất phong độ không phanh. Huấn luyện viên của Celtic, Ange Postecoglou, cũng không đánh giá cao tài năng của Dembele. Mùa trước, Dembele chỉ ra sân 2 trận. Cầu thủ trẻ 19 tuổi chỉ là sự lựa chọn cuối cùng cho vị trí chạy cánh sở trường ở Celtic sau những Jota, Kyogo Furuhashi, Dazen Maeda, Johnston và Lian Abada. Phần lớn thời gian Dembele phải thi đấu cho đội dự bị. Lecce, đội bóng vừa thăng hạng Serie A, đang cân nhắc chi mua Dembele vào mùa hè này. Mức phí chuyển nhượng vào khoảng 854.000 bảng. Trên Transfermarkt, Dembele được định giá 215.000 bảng. Hy vọng việc thay đổi môi trường thi đấu có thể giúp Dembele vực dậy sự nghiệp và tìm lại chính mình. Có một chi tiết khác là Dembele có một người anh trai tên là Siriki chơi bóng cho đội bóng vừa thăng hạng ngoại hạng Anh là Bournemouth. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Dembele hiện tại vẫn còn lưỡng lự giữa việc chơi cho Scotland, Bờ Biển Nga hay đội tuyển Anh. Tiền vệ 19 tuổi từng chơi cho lứa trẻ U của Scotland và Anh. Hiện tại, Dembele cũng đang khoác áo U19 Anh. Nhưng để có thể lên được U21 hay xa hơn là đội tuyển Anh thì rất khó khăn. Vì sự nghiệp của Dembele giờ đây giống như một đồ thị hình xin. Cái mát thần đồng khi còn quá trẻ và được mọi người tung hô hết mực đã khiến Karamoko Dembele dần lụi tàn trong những giấc mơ viễn vông. Giờ đây, ở độ tuổi 19 vẫn còn kịp để Dembele làm lại từ đầu. Hy vọng thần đồng 13 tuổi ngày nào sẽ hồi sinh trở lại trong màu áo của một câu lạc bộ mới. Chỉ cần không bỏ cuộc và không nản chí, Karamoko Dembele sẽ trở lại là chính mình trong một ngày không xa.